Dương xin chào tất cả các anh chị em. Ngày hôm nay Dương trở lại với cái chương trình của mình sẽ nói về việc chấm chấm chấm. Có ai đoán được cái đề tài tiếp theo của Dương là gì không? À, nếu anh chị cảm thấy thích với cái chương trình của Dương thì vui lòng nhấn nút like, comment bên dưới và nhấn nút đăng ký anh chị ha, và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo nếu Dương có những video clip mới. À, vừa qua thì Dương nhận được những câu hỏi của tất cả các anh chị em ở trên Facebook. Thì các anh chị đó muốn Dương chia sẻ về việc mà thanh toán tiền của các cái hóa đơn ở bên nước ngoài nó như thế nào, và cụ thể là tại Na Uy. Thì Dương xin chia sẻ cái vấn đề đó trong cái video clip của Dương. Ở Việt Nam đó anh chị, thì chúng ta thường thường hay có thói quen, nhất là những cái vùng nông thôn anh chị, vùng tỉnh, vùng huyện hoặc vùng xã, hoặc là một số cá nhân, chúng ta không rành về cái máy tính, chúng ta không rành về công nghệ, thì thường thường chúng ta hay là mang tiền tới, ví dụ như chúng ta hàng tháng chúng ta phải trả những cái hóa đơn tiền tiền điện nè, chúng ta trả những cái hóa đơn tiền nước nè, chúng ta trả những cái hóa đơn điện thoại nè, nói chung là những cái hóa đơn mà liên quan tới việc sử dụng của chúng ta hàng tháng đó. Thì nhiều người phải đi đến, một là đi đến ngân hàng, hoặc là đi đến bưu điện, hoặc là đến những cái chỗ nào mà họ có liên kết, các công ty đó có liên kết để thanh toán tiền. Và chúng ta phải di chuyển ra khỏi nhà, hoặc là có nhiều người nhân viên ở những cái lĩnh vực đó họ sẽ đi tới nhà và họ thu tiền. Thì khi Dương nhớ là khi Dương còn ở Việt Nam đó, thì ví dụ như là tiền nước đó anh chị, thì có người đến đến thu tiền nước, tiền điện thì có người đến thu tiền điện, mà ví dụ như là cái hôm đó mà cái nhân viên mà đến thu tiền điện mà anh chị không có tiền đóng đó, thì anh chị sẽ hẹn lại là 5-10 ngày gì đó thì anh chị sẽ đến bưu điện, hoặc anh chị đến công ty đó anh chị đóng chứ gì, đúng không? Và cái đó là cái cách làm mà phổ thông phổ biến ở Việt Nam. Vậy thì Dương nói như vậy phổ biến thôi anh chị ha, nhưng mà Dương biết là cái bản thân của Dương ngày xưa Dương còn ở Việt Nam á, thì Dương đã nắm được cái công nghệ rồi, Dương đã có một cái tài khoản online rồi, thì Dương chỉ cần là ví dụ Dương nhận những cái hóa đơn đó đó anh chị, thì Dương sẽ làm gì? Dương sẽ chuyển tiền từ tài khoản của Dương qua những cái tài khoản bên kia luôn, và Dương có thể thực hiện nó ngay tại nhà. Nhưng mà cái này nó chỉ giới hạn trong một bộ phận nào đó thôi, chứ không phải là phổ biến. Không phải phổ biến cho tất cả mọi người. Chỉ Dương biết thôi, chứ còn ví dụ như người thân họ hàng của mình thì họ vẫn làm cái cách mà giống như Dương đã chia sẻ. Vậy thì cái việc thanh toán tiền này nó khác gì so với lại ở những cái quốc gia bên ngoài, và đặc biệt là ở tại Na Uy? Dương xin chia sẻ với anh chị là ở bên đây chúng ta sẽ nhận những cái hóa đơn ngày trước đó, chúng ta thường hay nhận những cái hóa đơn bằng giấy. Nhận những cái hóa đơn bằng giấy luôn, chị nó thể hiện trên những cái hóa đơn đó là ngày tháng giờ anh chị sử dụng, ví dụ như anh chị sử dụng điện đi thì nó sẽ thể hiện cái lượng điện tiêu thụ của anh chị trên cái giấy đó, và tháng đó anh chị sử dụng bao nhiêu, nó có cái biểu đồ luôn, nó có cái biểu đồ đó nó hiển thị rõ, và trên cái hóa đơn này nó có ghi thông tin rất là rõ, thông tin của khách hàng nó, rồi thông tin ngày giờ, rồi thông tin của bên công ty bên kia. À, rồi thông tin cái số đăng ký thuế của họ, rồi đăng ký cái số tài khoản của họ trong đây rất là nhiều lắm chị, nó khác, nó không giống ở Việt Nam. Và cái đặc biệt là ở trong cái hóa đơn đó, mình gọi là bên tại Na Uy gọi là cái factura là cái hóa đơn thanh toán đó anh chị. Thường thường nó hay kèm chung vô cái gì anh chị biết không? Ngày thanh toán. Ví dụ như là ngày hôm nay anh chị nhận cái hóa đơn đó, nhưng mà cái thời hạn thanh toán được trong khoảng 15 đến 20 ngày tùy theo công ty. Nói ví dụ như hôm nay anh chị nhận là ngày 15 tây, thì anh chị phải thanh toán trước cái ngày 30 tây của tháng này, hoặc là mấy tây của tháng sau. Lúc nào nó cũng cho anh chị một cái khoảng thời gian phải trả trước. Trả trước cái khoảng thời gian đó, nó ghi rõ cái thời gian phải trả trước. Còn nếu mà anh chị mà không có trả trước cái khoảng thời gian đó mà sau một hai lần gì đó, thì tự động với công ty đó nó sẽ gửi cái hóa đơn của anh chị qua cái công ty thu hồi nợ. Nó còn cái chuyện mà họ gửi qua công ty thu hồi nợ thì Dương sẽ làm một cái video clip khác riêng ha. Thì ở bên đây có rất là nhiều cái cách anh chị, đến thời điểm này 2020 rồi thì nó hơi hiện đại hơn một chút. Hiện đại cái gì ạ? Là nó vẫn áp dụng cái kiểu gửi hóa đơn bằng giấy về, có nhiều người người ta thích nhận cái hóa đơn bằng giấy. Có nghĩa là nhận thông báo bằng giấy anh chị, thì nó cộng thêm cái phí của mình là khoảng 60 cờ rùng ne. Cái phí vận chuyển, cái phí mà gửi đó anh chị là mình phải trả cái phí đó. Có nghĩa là ví dụ như cái tháng này Dương sử dụng tiền điện chỉ có 180 đồng tiền nóc thôi. 180 đồng nóc. Nó
thôi Dương nói tiền Việt Nam đi cho anh chị dễ dễ nói dễ hiểu ha. Ví dụ như cái tháng này Dương sử dụng chỉ có 250.000 Việt Nam đồng thôi, nhưng mà nếu Dương nhận cái hóa đơn nó bằng giấy thì Dương phải trả thêm 60.000 nữa, có nghĩa là Dương phải trả tổng cái số tiền đó là 310.000 đồng. Dương phải trả cái số tiền đó, tại vì Dương nghĩ rằng là cái phí vận chuyển với cái giấy đó cộng thêm, tại vì nó có những cái hình thức hiện đại hơn mà mình không chọn, thì mình chọn cái này thì mình tốn tốn tiền. Nó có một cái kiểu thanh toán khác là mình sẽ nhận thông báo, mình sẽ nhận cái hóa đơn này qua điện tử. Một là mình sẽ nhận hóa đơn này qua email, mà ở bên Na Uy nó gọi là e-post, e-post anh chị là email đó. Hai là nó sẽ gửi qua cái phần cái apps cho mình là electric factura đó anh chị, e-fact. Đó là cái hóa đơn điện tử gửi qua Vips. Thì khi mà nó gửi qua Vips như vậy đó, là mình vô cái phần Vips và mình nhấn cái nút mình trả, thì lập tức cái mà nó gửi hóa đơn qua cái apps này á, thì mình nhấn nút thanh toán rất là lẹ lẹ lắm. Sau khi mình mở lên mình coi cái thông tin của cái hóa đơn này thì mình nhấn vô mình trả là nó trả luôn, rất là lẹ. Còn một cái nữa là nó các cái công ty á, anh chị họ sẽ gửi vào cái ngân hàng của mình, ngân hàng online của mình đó, thì họ gửi đều đều vào trong đó. Thì mình vô trong đó mình coi xong rồi bắt đầu là mình mở lên mình thanh toán ở trong ngân hàng của mình, hoặc là mình cài cái chế độ là tự động thanh toán. Cài cái chế độ tự động thanh toán là sao ạ? Với những cái khoản tiền mà anh chị trả cố định nó giống nhau hàng tháng á, ví dụ như anh chị mua nhà đi, mỗi một tháng anh chị phải trả 5 triệu, 5 triệu Việt Nam đồng, thì nó sẽ tự động, cái ngân hàng đó anh chị sẽ tự động trích ra và trừ luôn cho anh chị, có nghĩa là anh chị không cần làm điều đó hàng tháng như vậy, nó sẽ tự động. Nó chứ chúng ta không có phải là chúng ta phải mang tiền đi, hoặc là chúng ta tới hàng tháng đó chúng ta nhận hóa đơn rồi chúng ta đem tiền tới chỗ đó chúng ta đóng, chúng ta nộp, không phải như vậy. Ở bên đây là nó gần như nó chủ trương là làm việc tự động nhiều hơn, làm việc máy móc nhiều hơn. Ví dụ như Dương ở tại Na Uy này đi anh chị, cái ngày giờ đó ban ngày Dương rất là bận luôn, Dương không có thời gian mà Dương nhận nhiều cái hóa đơn quá. Có thể Dương nhận hóa đơn bằng giấy, hoặc là Dương có thể nhận hóa đơn bằng điện tử, hoặc là Dương có thể nhận hóa đơn qua e-post hoặc là email đó anh chị. Bây giờ Dương làm sao anh chị? Bây giờ nếu mà làm ban đêm, nếu mà làm cái thủ công như Việt Nam anh chị, ban đêm giờ làm sao, ban đêm người ta đâu có mở cửa đâu, mà ban ngày mình bận mình không có đi làm. À, ban ngày mình bận mình mắc đi làm, mình không có thời gian để mình đi đến đó mình đóng tiền, thì mình làm sao bây giờ? Cho nên anh chị nó rất là hay ở chỗ là nó làm cho chúng ta có thể linh hoạt được giờ giấc. Ví dụ như bây giờ từ sáng tới chiều tới đêm hôm luôn Dung bận, Dung có thời gian. Nhưng mà tới 11, 12 giờ sau khi mọi thứ chuẩn bị xong hết, dọn dẹp xong hết, nhà cửa xong hết, cơm nước con cái xong hết rồi, thì lúc này có thể mở cái laptop của mình lên và mình vô đó mình trả tiền. Và trong cái phần cái tài khoản của mình anh chị, ở bên đây nó không có dùng cái tài khoản mà nó gọi là cái chương mục. Thì nó có một cái phần là nó ghi là mình trả trả cho một công ty. Nó mình trả cho một chỗ, một tài khoản hay là mình trả cho nhiều tài khoản. Mình trả cho nhiều công ty anh chị, trả cho nhiều cái hóa đơn, hoặc là một cái hóa đơn nó có luôn. Thì khi mà nếu anh chị trả cho nhiều cái hóa đơn thì trong đó nó có cái phần anh chị nhấn vô tôi trả cho công ty A, tôi trả cho công ty B, tôi trả cho công ty C, như vậy ghi xuống hết, mình nhập những thông số cần thiết hết, thì cuối cùng sau đó mình sẽ nhấn cái nút làm đến cái chỗ thanh toán. Thì mình chỉ cần nhấn một cái thao tác đó và mình sử dụng cái này đây, Dương cho anh chị coi. Ai ở bên Na Uy cũng đều phải có cái này hết. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta gọi là token key anh chị, giống như cái này là cái, nó gọi là một cái tiếng Na Uy gọi là một cái mình brook, một cái giống như cái thẻ nhớ vậy đó, nhưng mà nó không phải thẻ nhớ. Cái này nó một cái đặc biệt là Dương để ý là Dương đã sử dụng nó là gần 3 năm rồi anh chị, mà nó không có hết pin. Cái kiểu của nó là giống như là nó là cái điện, không phải điện tử nó, mà nó ngộ lắm, sử dụng tới bây giờ nó vẫn không hết pin, mà Dương không biết là khi nào Dương sẽ thay nó. Cái này thì Dương chưa có hỏi, Dương biết tới đâu thì Dương chia sẻ với mọi người tới đó. Thì anh chị nhấn vào cái nút trắng trắng này nè, mỗi lần mà anh chị thực hiện cái việc thanh toán hoặc là anh chị đi đăng nhập vào cái tài khoản ngân hàng của mình á, thì anh chị phải nhấn vào trong đây để anh chị lấy cái code của nó. Cái tài khoản ngân hàng ở bên Na Uy á, là cái thứ nhất anh chị phải có 11 số, có nghĩa là bản thân mình sống ở tại bên đây là phải có cái số người là 11 số. Thì mình nhập, cái bước đầu tiên là mình nhập cái 11 số vô cái chỗ đăng nhập đó. Rồi xong tiếp theo là nó sẽ yêu cầu mình nhập cái số nằm trên cái cục này nè. Cái cục thẻ nhớ này nè, gọi là mình nam brook này nè, nó sử dụng nhập vô lần thứ hai. Rồi anh chị nghĩ xong chưa? Chưa xong phải không? Còn một cái nữa. Cái thứ ba là cái bước mà chúng ta sẽ đi vào tài khoản của mình, đó là cái mật khẩu cá nhân.
cái mật khẩu đó vô, mình tự chọn thì mình nhập cái mật khẩu đó vô thì nó mới cho vô. Mà ở bên đây nếu anh chị nhập mật khẩu đó mà 3 lần mà không đúng đó anh chị thì tự động nó sẽ khóa. Thì ngày hôm sau là anh chị phải liên lạc với ngân hàng để nó mở ra, tại vì nó bảo mật mình, nó để nó ngăn chặn cái chuyện người ta vào tài khoản của mình, người ta lấy tiền của mình. Nó rất là hay, bảo mật tới 3 lớp lận. Đó, thì Dương quay lại tới cái vấn đề mà thanh toán tiền. Ở bên đây là gần như là không có cái chuyện mà chúng ta mang tiền đến công ty đó chúng ta đóng, mà ở trên những cái hóa đơn đó, nếu chúng ta trả tiền bằng, chúng ta dựa vào cái thông tin trên cái giấy anh chị, là dựa vào thông tin ở trên giấy nó có hết thông tin về số tài khoản của công ty đó, ngày giờ chúng ta trả, số tiền trả là bao nhiêu, có hết luôn. Và chúng ta vào trong cái chương mục của chúng ta đó, chúng ta thực hiện điều đó. À, tại vì sao Dương làm cái video clip này, tại vì các anh chị ra nước ngoài đó, các anh chị sẽ ngỡ ngàng và anh chị bị sốc lắm, tại vì mình nghĩ cứ hàng tháng là mình phải mang tiền đi, mình đi đóng. Dương biết rằng là một số anh chị sống ở những cái khu thành phố lớn thì chúng ta đã quen với chuyện đó rồi, nhưng mà đối với những người mà sống ở vùng nông thôn mà chúng ta chưa có chúng ta chưa có trải qua, chúng ta chưa từng sống trong cái một cái điều kiện công nghệ như vậy thì chúng ta sẽ bị bất ngờ ha, cũng đừng có bất ngờ. Nếu mà nhấn nút đăng ký cái kênh của Dương Hoài, à, để mà nhận được những cái thông báo của Dương á, thì anh chị sẽ còn nhận được những cái thông tin bổ ích để khi anh chị ra nước ngoài anh chị không bị sốc. Nhớ nha, nhấn nút đăng ký, và nếu có những cái thắc mắc gì anh chị cứ comment bên dưới, Dương sẽ chia sẻ với mọi người. À, Dương cũng đã đi tìm và Dương thấy rằng là gần như những cái thông tin này ít ai làm lắm. Có thể là họ chia sẻ những cái vấn đề khác, nhưng mà đây là những cái vấn đề cơ bản mà những cái người Việt ở Việt Nam mới sang hay bị vấp phải, là có nghĩa là họ bị cái cú sốc về tâm lý anh chị. Mỗi cái sốc một chút, mỗi cái sốc một chút sao chịu nổi, đúng không? Cho nên là hãy nhấn cái kênh đăng ký của Dương, hãy đăng ký cái kênh của Dương và nhận cái thông báo để có những thông tin bổ ích. Nhớ nhé, comment bên dưới nếu anh chị có những sự thắc mắc nào. Cái like của anh chị sẽ động viên tinh thần cho Dương để làm những cái video clip tiếp theo. Dương cảm ơn và hẹn gặp lại.